Tao chưa? Qua đã đợi tí thịt mẹ. Thằng ấy không bắn được à? Thế thằng khói không bắn được à? Thế đây về về team mình bắn. Tình sao rồi? Alo. To. Vẫn đỏ chót này. Alo. Nghe gì không? Đó, bắn nữa. Cho ra bắn hai ván rồi nhá. Đang tập luyện. Đang tập luyện. Bạn ấy thực sự là muốn tập luyện, kể cả bắn ba cũng được, tại vì đang muốn tập luyện để bắn dài nhưng mà phải bắn mình phải nâng cao cái độ khó lên. Chứ còn để 4 thì đâu có 4 thì tốt, 4 là đủ 4 người anh em mình, cả thằng khói là tốt, nhưng không có thì cứ bắn ba để tập luyện. Bắn ít người để cái cảm giác mất người, mình bắn là mất người cũng được, mình cảm thấy nó khó khăn hơn. Quả đang đi chạy ra cứu Leo, nó ném quả bom, tôi bắn nó phải đi cân mẹ chạy.
Thì mày học thấy bum 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 bum. Mỗi lần nghe cảm giác bắn thích hơn nhỉ. Bum bum bum. Cảm giác kiểu vui. Bum bum. Bum bum bum. Bum. Tuyệt vời. Mình buồn cười mấy lần kia trải qua đường như đến mà. Mình bảo nó hốt cho các anh em rồi này nè. mình còn ngồi cười thấy chứ để thôi à. Ta bây giờ cay lắm nhỉ. Thằng đó là trả tốt nhà đi mà đang cái đoạn bùm 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 gì thế. Dư nhà con thằng rồi. Ôi lag rồi, lag vãi lồn đấy. Anh em có bị lag không? Anh bị lag. Lag thế nhỉ? Tao bị tốc biến này, tao cũng bị tốc biến này. Mạng đang bị lag. Có lút được gì không em? Em có tốc bị tốc biến không? Nó dưới tầng nhé. Dưới tầng anh có một thằng này. Đi đẩy với anh. Đây 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 sâu ơi. Quanh đây có một thằng. Lát quá nhỉ? Anh em có bị tốc biến không? Có thằng nào nhặt đạn của mình? Mày có bao nhiêu viên? Mày có 30 viên. Để tao cho mày đạn này.
Tớ bắn tạm không kìa. À, cho mày hay. Tao đéo vứt được luôn ấy, sao tao lag vậy? Mà ác thế nhỉ?